Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện bài lab là về CDP. Thì CDP là Cisco Discovery Protocol, là giao thức riêng của Cisco dùng để thu thập thông tin về các thiết bị lân cận. Khi sử dụng giao thức CDP, bạn có thể biết được thông tin về phần cứng, phần mềm của các thiết bị gần kề. Thông tin này rất hữu ích trong quá trình xử lý sự cố hay kiểm tra các thiết bị trong một hệ thống mạng. Thì bài thực hành này giúp cho bạn biết được những cái chức năng và thông số của các lệnh liên quan tới CDP. CDP chỉ cung cấp thông tin về thiết bị kết nối trực tiếp. Trái với giao thức định tuyến, thì giao thức định tuyến cung cấp thông tin cho phép router xác định được trạm kế tiếp cho các mạng muốn tới. Mặc định thì các thiết bị Cisco đã bật cái giao thức CDP. Thì mô hình của mình là gồm có hai router A và router B. Thì được, bước thứ nhất thì mình sẽ vô đặt địa chỉ IP cho router A và router B. Mình vô mod config, mình interface phát 0.0. Mình đặt địa chỉ IP cho router A là 192.168.1.1.255.255.255.0. Và mình bật cái cổng này, no such lên. Tiếp theo mình sẽ qua router B để cấu hình từ JB. Mình bật comment lên. Sau đó mình kiểm tra kết nối giữa Dota A và Dota B. Vậy là kết nối giữa router A và router B đã thành công. Để xem thông tin về các thông số thời gian của CDP thì chúng ta dùng lệnh là show CDP. Thì như trên màn hình chúng ta thấy là cái CDP packet nó sẽ gửi là 60 giây một lần và cái thời gian là hold time nó sẽ gửi là 180 giây một lần. Thì CDP timer là chu kỳ gửi gói tin tới cho tất cả các cổng nó hoạt động. Còn CDP hold time là khoảng thời gian thiết bị giữ giữ nhận gói tin từ láng giềng. Tiếp theo là mình sẽ đi hướng dẫn các bạn là điều chỉnh lại cái CDP timer và cái CDP hold time. Thì mình vô mod là global, mình dùng câu lệnh là CDP timer. Rồi, mình sẽ điều chỉnh là ví dụ là 90. Mình enter và cái CDP hold time sẽ là 240. Bạn có thể tắt hoàn toàn giao thức CDP trong thiết bị Cisco với lệnh là no CDP run. Để tắt CDP trên một cổng, sử dụng câu lệnh là no CDP enable trên cổng đó. Lệnh show CDP label là viết tắt là show CDP, mình sẽ là show. Mình thoát khỏi cái mod glow mod, mình dùng là show CDP neighbor là hiện hiện cái thông tin kết nối trực tiếp với mình. Thì mình đang đứng ở router B và cái thiết bị mình kết nối trực tiếp đó là router A, và cái local interface là phát 0.0 và cái port ID là 0.0 và cái platform là router 2811, đó là của router A. Một lệnh khác cho biết thông tin về các thiết bị láng giềng là chúng ta sử dụng là câu lệnh là show CDP neighbor detail. Rồi sao rồi thì mình sử dụng cái câu lệnh là show CDP neighbor thì mình sẽ biết được cái địa chỉ IP của cái con router A này và cái platform đó là Cisco 2811. Rồi kết nối là cái cổng phát 0.0 và cái iOS của nó là cái version là 12.4.15.t5. Tiếp theo là chúng ta dùng là show CDP entry sao thì nó cũng giống như cái câu lệnh là show CDP neighbor.
Rồi, tiếp theo chúng ta sử dụng là cái là SodaBee ChatFit. ChatFit. Rồi, chúng ta ấn Enter. Thì cái lệnh là show CDB checkfit hiển thị lưu lượng tại cổng gồm cả số gói CDB gửi và nhận lỗi. Và nhận bị lỗi. Thông tin trạng thái CDB trên board hay cổng hiển thị bằng lệnh là show CDB interface. Show CDB interface. Đây trạng thái của nó là đều up up hết. Là cái cổng mà phát 0 0 kết nối với router A. Xin kết thúc bài lab này.